Thưa quý vị, khi đứng trước một tác phẩm ảnh khỏa thân, nghệ thuật đích thực, chúng ta sẽ cảm thấy rung động với rất nhiều cảm xúc nghệ thuật. Thông thường sẽ mang đến cho người thưởng thức những giá trị về mỹ cảm, tâm hồn, giúp cho chúng ta có thể cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, hướng thiện, hướng mỹ, khác xa với những cái khao khát tính dục, tính theo bản năng khi mà xem những cái ảnh núp bóng nghệ thuật để khoe thân hay là mưu cầu sự nổi tiếng. Tuy nhiên trong bối cảnh đời sống nhiếp ảnh hiện nay thì điều này rất khó để có thể phân biệt. Vâng, chúng ta vẫn còn nhớ là vào năm 2016 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từng ban hành thông tư số 01/2016, trong đó thì cấm người đẹp đạt những danh hiệu người mẫu thì không được chụp ảnh, không được ghi hình cá nhân hoặc là không những bức ảnh đó thì không được là có không có trang phục hoặc là cố ý phổ biến trên mạng viễn thông. Nhưng vào tháng 11 năm 2016 thì bộ này lại ban hành thông tư số 10/2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, sửa đổi và bãi bỏ một số điều của thông tư 01/2016, trong đó thì bãi bỏ 3 điều mà tôi vừa kể trên. Vâng, có thể thấy rằng đối với những người này là đẹp, là nghệ thuật, nhưng đối với người khác thì có khi lại ngược lại hoàn toàn, đúng không ạ? Thế nhưng mà giữa ranh giới tưởng chừng như là rất là khó mong manh và khó có thể phân biệt này thì vẫn tồn tại một quy định bất di bất dịch, đó chính là cái tâm và trình độ của chính các nhiếp ảnh gia. Vâng, và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện này qua góc nhìn của một họa sĩ vẽ body painting, đồng thời cũng là một nhà nhiếp ảnh, họa sĩ Kiều Quốc Khánh. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip sau đây. Họa sĩ Kiều Quốc Khánh là một trong số ít người theo đuổi nghệ thuật body painting ở Việt Nam. Chính sự xét nét của người xem cũng như sự e ngại từ phía các cơ quan quản lý văn hóa nên những hoạt động dành cho body painting không nhiều, thậm chí ở Hà Nội gần như không có một sự kiện nào rầm rộ. Tương tự với ảnh nude, trong khi tranh nude và tượng nude đã được cấp phép triển lãm rộng rãi, thì ảnh nude vẫn phải rất khó khăn trong việc xin giấy phép để trưng bày. Sau những ngày chờ đợi của giới nhiếp ảnh, sự háo hức của công chúng, cuối cùng những bí mật của 50 bức ảnh đen trắng mô tả vẻ đẹp cơ thể phụ nữ của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên cũng đã được lộ diện trong cuộc triển lãm công khai lần đầu tiên tại Việt Nam. Buổi khai mạc không quá hành tráng như sự mong đợi của một số người, không có phát biểu của đại diện cơ quan quản lý sở tại, không có phát biểu của đại diện hội nhiếp ảnh thành phố. Mọi hình thức mang tính thủ tục đều được tinh giảm một cách ngắn gọn. Có lẽ chính bởi sự thận trọng từ phía các cơ quan quản lý khi thời gian gần đây liên tiếp những bộ ảnh nude phản cảm ra đời vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía dư luận. Thưa anh, từ nhiều năm nay thì câu chuyện về nude nghệ thuật và nude phản cảm vẫn luôn gây nên nhiều tranh cãi. Anh là một họa sĩ và đã có những tác phẩm body painting. Vậy với riêng anh thì có khi nào người ta bàn tán ồn ào về những tác phẩm anh đã vẽ trên cơ thể người mẫu, mặc dù anh đã dành rất nhiều thời gian cho những tác phẩm ấy không ạ? Chúng ta đều biết đi thì cái xã hội của chúng ta là một cái xã hội mang cái tính chất rất là đặc thù. Nó là phương Đông, mình cứ nói gọi ngắn gọn là như vậy. Thì cái việc mà nhìn nhận đến những cái tác phẩm mà gọi là tác phẩm nghệ thuật, nhất lại là những các tác phẩm nghệ thuật dính liền đến nude, thì cái suy nghĩ của con người của chúng ta thì vẫn còn đang rất là hạn chế. Thì một số những cái tác phẩm của mình trong một số những các lần trình diễn và biểu diễn thì ngoài cái việc được đánh giá rất là có tính chất xây dựng của các nhà chuyên môn cũng như là các họa sĩ thì khi mà những thông tin như vậy, những cái hình ảnh như vậy được public lên trên các trang xã hội hoặc là trên báo chí thì cũng gặp phải rất là nhiều những cái luồng trái chiều khi mà họ đánh giá công chúng chưa được trang bị đầy đủ những cái kiến thức và họ đánh giá theo một cái góc nhìn nó chưa được cùng với cái góc nhìn của chúng ta. Vâng, ranh giới giữa ảnh nude nghệ thuật và phản cảm thì vốn rất mong manh và nó lại phụ thuộc vào thẩm mỹ của từng người. Tuy nhiên, dưới con mắt của một họa sĩ thì anh có thể đưa ra những quan điểm chung nhất để có thể giúp người xem có được một cái sự phân biệt một cách cơ bản nhất không ạ? Thực ra khi mà chúng ta nói nó là một cái ranh giới mong manh ấy, thì bản thân tôi, cá nhân tôi thì nó không phải là mong manh đâu. Nó là một cái ranh giới khá là lớn. Cái ranh giới đó nó chính là nằm về cái chị vừa mới nói, đó chính là cái suy nghĩ của công chúng. Cái suy nghĩ của công chúng đấy rất là rộng.
Chính vì vậy cho nên cái ranh giới đó nó cũng rất là rộng và chúng ta nhìn nhận thấy rất dễ dàng với những các tác phẩm mang tính nghệ thuật. Đó không phải là khi mà một hình thể nói chung, một hình thể đẹp thì cũng không nhất thiết phải là một cái sự lộ diện 100%, mà cái khai thác các nghệ sĩ, các họa sĩ khai thác ở các góc độ rất là đẹp, thì khi mà cái cảm thụ của con người của chúng ta nhìn một cái là rõ ràng ngay. Còn những tất cả những cái việc mà chúng ta nói, nó mọi vấn đề mà nó trình bày hết cả ra, nó lộ diện hết cả ra, thì thường thì như thế đã là một cái sự gì đó nó đã là phản cảm rồi, nó không mang cái tính nghệ thuật rồi. Có thể thấy là hiện nay thì tranh nút hay là tượng nút thì cũng đã được cấp phép để các tác giả mở triển lãm, nhưng với ảnh nút thì chưa. Và việc các nhà quản lý văn hóa vẫn e ngại với việc cấp phép triển lãm ảnh nút, anh có cho rằng đó là một sự thiệt thòi hay là chúng ta thực sự phải thận trọng như thế ạ? Đây là một cái việc làm cũng nên làm, nhưng mà phải cân nhắc kỹ hơn một chút khi mà một cái bộ sưu tập nào đó của một cái nghệ sĩ nào đó khi mà xin cấp phép, thì ngoài cái đơn vị cơ quan chủ quản, những cái đơn vị mà được phép cấp, họ không chỉ là những người mặc dù là công tác chuyên môn nhưng không chuyên sâu, thì có thể chúng ta sẽ mời những nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn để thẩm định đánh giá là cái bộ tác phẩm đấy có đạt được ở cái mức độ nghệ thuật hay không, và có đủ khả năng để truyền tải những cái giá trị nghệ thuật của mang tính chất của cá nhân, của tác giả, phổ được vào cái tính chất của xã hội hay không, thì chúng ta nên trình bày triển khai. Vì nếu không có những các kỳ cuộc triển lãm tốt và đẹp như vậy, thì công chúng sẽ luôn luôn mãi mãi sẽ không được tiếp thu được những cái giá trị nghệ thuật như vậy. Và chúng ta ở đây đang muốn nói đến cái việc là nâng cao dần cái tầm nhận thức của công chúng. Đó chính là những cái bài học, mình cũng có thể cho rằng đây là những cái bài học đầu tiên, những cái bài học dần dần nâng cấp dần thì là công chúng mới được tiếp cận được đến, và họ có được kiến thức để họ đánh giá, bản thân họ sẽ đánh giá và đón nhận những cái tác phẩm nào mang tính nghệ thuật. Cũng phải nói rằng thì thái độ của khán giả, những người thụ hưởng nghệ thuật thì vẫn chưa định hình một cách rõ ràng. Khi thực tế thời gian qua thì bất kỳ một cái bộ ảnh nút nào ra đời thì họ cũng đều quan tâm tới nhân vật chụp ảnh nút là ai, cơ thể của cô ấy đẹp như thế nào, mà hầu như không mấy quan tâm đến tác giả và ý tưởng nghệ thuật của bức ảnh. Anh nghĩ sao về điều này? Như chúng ta cũng biết thì là thời gian cũng gần đây thôi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên có ra một cái bộ sưu tập mà có lẽ nhớ không nhầm là Xuân Thì, thì anh ấy cũng đã có từng nói rằng là công chúng khi mà thưởng thức những cái tác phẩm như thế này thì nên phải có tâm hồn, có nghĩa là cái tâm của con người ta là phải sáng, phải trong, và cái hồn phải đẹp thì mới thưởng thức được. Mình ở đây muốn nói đến là tôi muốn nói đến một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là khi chúng ta có một cái điện thoại như thế này, nhưng mà nếu như mà bạn chị mà nhìn trực diện vào ở đây, đúng không ạ, thì đây nó là một cái khối hình chữ nhật. Nhưng nếu như mà chỉ đặt nằm như thế này thôi, chị ngồi từ ở phía đấy cũng như là những người khác ngồi ở các phía khác, thì nhìn vào thì sẽ thấy là chỗ này nó sẽ là góc tù, chỗ này nó là góc nhọn. Và khi mà nếu mà nó lại là một cái khối lập phương như vậy, như thế này, thì cái hướng của nhiều người nhìn vào thì mỗi người sẽ nhìn nhận thấy là một cái góc nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà bởi vì nếu bản chất của nó vẫn là một cái khối lập phương như vậy, và chúng ta phải là công chúng thì chúng ta phải đứng được vào cái vị trí của người sáng tác. Nhưng để muốn đứng được vào vị trí của sáng tác, chúng ta lại quay trở về cái việc rằng là cái mặt bằng của công chúng của chúng ta như thế nào. Có một điều đáng nói nữa là cùng với sự phát triển của công nghệ thì nhiếp ảnh trong nước cũng có những sự phát triển khác nhau. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì xuất hiện quá nhiều những nhiếp ảnh gia tự xưng và mở những studio chụp ảnh nút dù kiến thức hội họa, mỹ thuật gần như là bằng không. Anh muốn nói gì về điều này không ạ? Thực tế xã hội gần đây thì chúng ta đều biết rằng là cũng có rất rất nhiều
rất nhiều các diễn viên trong các giới showbiz thì cũng thường đi lên bằng những cái con đường là chúng ta vẫn thường nói trên báo chí truyền thông vẫn thường nói là đi lên bằng cái con đường gọi là khoe thân. Thì theo tôi nghĩ với những nhà nhiếp ảnh, những người nghệ sĩ thực thụ thì thường thì họ sẽ từ chối. Thường thì họ sẽ từ chối khi mà thực hiện những cái bộ ảnh như vậy. Và trong cái bối cảnh đấy thì các nghệ sĩ ngáy ngáy đó thì sẽ tìm kiếm cái thị trường của mình bởi chính những con người kia. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy sẽ xuất hiện những cái bộ ảnh, cũng như là sẽ xuất hiện những cái studio, sẽ xuất hiện những cái bộ sưu tập mà cái tính nghệ thuật nó sẽ bị giảm đi, và cái tính thương mại cũng như là cái tính gọi là phi nghệ thuật nó sẽ xuất hiện. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho VTC14.